Để tiếp nối cái video đăng bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị em hình ảnh của ba con bò cái tơ. Anh chị thấy con bò nó ăn không? Ba cái rơ mũ mà nó cũng ăn giả mang không anh chị? Nói chung là về ngoại hình á, thì em sẽ có một chút xíu cái điểm khác biệt về cái dòng những cái dòng bò này. Đây, anh chị nào thích chơi cái dòng bò liền lạc con này thì mẫu là Bolacin ha anh chị nha. Bolacin. Đây, Bolacin. Mình nhìn nó khác nhau hoàn toàn anh chị. Như con này, nhìn cái ngoại hình của nó nè, cổ nó thì ngắn. Cổ ngắn ha, yếm thòng, chân móng xương sóc to. Xương lớn nha anh chị. Rúng nè, rúng bản. Đó, mấy con bò này về anh chị để nái là khỏi chê. Đó, rất là tốt về ngoại hình. Rúng bản, sái tích thì nghiêm chỉnh nha, sái lưng nằm đây. Mặt mày thì rất là có duyên luôn. Đây, anh chị cô chú nào ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ em. Con này đầu trụi, anh chị cô chú nào chúng ta xem có nhu cầu mua thì liên hệ em nha. Chân móng nè, móng thì là móng sò lớn nha, xương lớn cấp mình. Quay bên đây cho anh chị coi cái hoa. Hoa thì bự nè. Những con bò này thì anh chị nuôi làm bò nền, bò giống thì nói chung là rất là đạt rồi. Lông nhuyễn da mỏng, anh chị thấy vàng lông da của nó không? Thấy ok không? Đó, đầu thì đầu trụi nha. Rúng nè, hết bế càng rúng không. Chân móng nè, anh chị coi đi, rất là rõ ràng chi tiết. Quay cho anh chị cận cảnh luôn ha. Vú nè. Đó anh chị coi, vú nè. Bò khá là dễ anh chị. Quay đâu cũng được ha. Xé lưng xé mặt nghiêm chỉnh coi chị, coi con bò vàng lông nè. Đó, thấy đã chưa? Con này chiều cao tại phía sau khu của con bò này. À, chiều cao tại phía sau khu nè. Của con bò này nè là khoảng tầm 1m24, 25. Đó anh chị coi. Con này thấy đã không? Ai thích chơi vàng thùng, vàng mình, màu lông da thì chọn con này, xương sóc lớn nha. Kế bên đây nói về xương sóc của hai con này thì quá là ok. Con này thuộc về Bolacin vàng rơm. Có nhiều anh chị á chuộng cái dòng vàng rơm này là sao? Bolacin vàng rơm này là đẻ sai con, tại vì nước đầu nó lên giống chậm, khoảng tầm 18-22 tháng nó lên giống. Tới cái nước thứ hai anh chị nuôi nó đẻ xong lên giống lại rất là nhanh. Cái dòng bò Bolacin bự con ghê anh chị. Mấy con này thì nói chung là nói về bự con anh chị khỏi chê rồi. Con bò này cao ít lắm á, đến khi mà trưởng thành là con bò này khoảng tầm 1m4 mấy, gần 1m5. Con này thì còn non xèo à. Dạ em nghe. Em bán rồi. Con bò kem Pháp quay chung với con Redman đúng không? Em bán rồi anh. Không cảm nha. Dạ. Anh có Zalo không? Anh có Zalo không? Kết bạn Zalo số này đi, em còn nhiều bò lắm. Rồi ok anh, vậy ha. Nè anh chị coi nè, anh chị nhìn dần mình nè ha, cổ nè, dần mình nè, rúng nè, nó giò cẳng nè, anh chị thấy không? Rất là cao to. Con bò này á, hiện tại bây giờ của nó là khoảng 1m35 tại phía sau khu. Và con bò này khi mà trưởng thành á, đàn bò này mới tầm 15 tháng bò nha anh chị. Anh chị nuôi cái dòng này khoảng tầm 20 tháng mới phối tinh. Anh chị nào thích chơi hệ bự con, xương to, cao ráo thì chọn con này. Anh chị thấy dạng mình của nó ghê không? Đó. Thấy tướng đi của nó, thấy nhìn thấy hùng vĩ không? Nhìn thấy nói chung là rất là hổ báo. Bò tướng đi nè. Đó, con này thuộc về dòng Bolacin. Anh chị thằng nào thích bự con thì chọn con này. Chốt cho anh chị con này giá 19 triệu. Nói chung là trong video này 19 nè. 19 nè. Và con này cũng vậy luôn, nhưng mà con này được cái đầu trụi. Con này với con kia là chung một dòng ha. Con này với con này là chung một dòng, nhưng mà con này ra đầu trụi. Chân móng anh chị thấy cũng y xì. Nó chung một chủ á. Chung chủ á. Anh chị thấy không? Về ngoại hình xương sóc rất là cao to. Về thùng dậu nè. Rúng nè. Đầu nè, con này có mài sừng chứ nuôi tới già sừng không dài anh chị. Nuôi tới già nó sừng không dài, nhìn mặt nó hiền khô à, anh chị thấy không? Bò bự con dữ dằn luôn anh chị. Con này chiều cao tại sao khu khoảng 1m35 luôn ha. Bò này mới 15 tháng, bò non xèo. Anh chị coi vàng xương nè, hết ý không? Chân móng xương sóc rất là to. Rúng nè. Không, anh chị nào thích mua bò hệ mẫu kiểu lớn con xương to. Đó. Mà bò được cái anh chị biết gì nữa không? Lông nhuyễn nhừ à. Lông nhuyễn da mỏng dữ lắm. Cái dòng này đẻ sai con. Anh chị nào thích thì liên hệ em nha anh chị.
Bò này lớn con dữ lắm nha, chiều cao tại sao khu khoảng tầm 1m35 bò rồi đó. Là bò tơ mà mới 14-15 tháng bò thôi. Bò vàng xương bự khủng luôn. Chân móng thì móng sò ha. Quay sơ lược lại cho anh chị coi ba con. Anh chị nào ưng thích thì liên hệ em. Bò thì nói chung là đảm bảo nghiêm chỉnh, anh chị thấy nó ăn không? Rơm ủ, rơm cỏ ủ gì nó cũng ăn hết. Chân móng giò cẳng rất là ok. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Ba con này đồng giá 19 triệu con anh chị ha. Đó. Anh chị nào thích thì liên hệ em, tình trạng ăn uống anh chị thấy nè. Đây. Bằng một cái tơ anh chị nha. Rồi thì bây giờ anh xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.